Tấn Khoa và Hà Hương kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn số phát sóng ngày 21 tháng 6 năm 2022. Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng vào lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022. Kính chúc các anh chị phóng viên, biên tập viên luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê với nghề và hạnh phúc trọn vẹn trên con đường mà các anh chị đang đi. Cảm ơn các anh chị luôn quan tâm đồng hành cùng Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua để kịp thời truyền tải những thông tin thiết thực quan trọng đến với đoàn viên công đoàn người lao động. Mở đầu chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Theo dòng sự kiện để cùng điểm qua những tin tức nổi bật đáng chú ý của các cấp công đoàn thành phố trong tuần qua. Sáng ngày 12 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc đối thoại trực tuyến với chủ đề Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước với 4.500 công nhân tại điểm cầu chính ở tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu khác trên cả nước. Cùng dự buổi đối thoại có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo các bộ ban ngành và lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế, hiệp hội ngành nghề. Tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, 80 công nhân lao động tiêu biểu ở các doanh nghiệp và các cán bộ công đoàn cùng với đại diện các sở ban ngành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt để tham dự buổi gặp gỡ đối thoại. Là người đầu tiên đặt câu hỏi với Thủ tướng, chị Nguyễn Thị Thúy Hà, hợp tác xã Mây Tre Lá Ba Nhất, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng luật bảo hiểm xã hội còn nhiều bất cập, nhất là thời gian đóng rất dài mới được hưởng lương hưu, trong khi nhiều doanh nghiệp tìm mọi cách chấm dứt hợp đồng lao động khi công nhân mới 40-45 tuổi. Được Thủ tướng chỉ định trả lời, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, cả nước có 55 triệu lao động, nhưng chỉ 16 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, một tỷ lệ thấp. Trong quý 1 và quý 2 năm 2022, có tình trạng một tỷ lệ nhất định người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Đây là điều không tốt, gây hệ lụy lâu dài cho người lao động khi nghỉ hưu. Vì vậy, việc đầu tiên là phải nâng cao đời sống, phúc lợi cho người lao động, nhất là đối với công nhân, khu công nghiệp, khu chế xuất. Buổi đối thoại là diễn đàn để đoàn viên công nhân lao động gặp gỡ, trình bày tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất những vấn đề như tăng lương, giảm giá điện nước, nhà ở, hỗ trợ tín dụng với người đứng đầu chính phủ. Qua buổi gặp gỡ này thì công nhân lao động Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung rất phấn khởi và xúc động trước sự quan tâm chu đáo của Thủ tướng Chính phủ. Rõ ràng là Thủ tướng nắm rất chắc vấn đề và có những cái gợi mở giải pháp để những cái kiến nghị của công nhân có thể được giải quyết một cách thấu đáo, hợp tình, hợp lý. Và qua đó thì giúp cho công nhân lao động sẽ thêm tự tin và thêm gắn bó với doanh nghiệp, với đơn vị sản xuất của mình. Từ đó phát huy cái vai trò của mình trong việc đóng góp sức mình vào sự phát triển của doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước. Chiều 10 tháng 6, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động nghiệp đoàn cơ sở lao động khu vực phi chính thức giai đoạn 2018 đến quý 1 năm 2022. Việc vận động tập hợp người lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức công đoàn luôn được các cấp công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đẩy mạnh. Đến ngày 15 tháng 3 năm 2022, toàn thành phố có 152 nghiệp đoàn với 7.055 đoàn viên ở các ngành nghề. Riêng từ năm 2019 đến nay, tập hợp được 118 nghiệp đoàn, phát triển 5.922 đoàn viên. Các nghiệp đoàn cơ sở khi mới thành lập đều được hỗ trợ kinh phí từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi nghiệp đoàn để tạo điều kiện hoạt động ban đầu. Người lao động và đoàn viên nghiệp đoàn cơ sở khu vực phi chính thức luôn được các cấp công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chăm lo, hỗ trợ, nhất là đoàn viên nữ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp. Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng 32 tập thể có thành tích tốt trong công tác tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn cơ sở giai đoạn 2018 đến quý 1 năm 2022. Sáng ngày 9 tháng 6, Liên đoàn Lao động quận 6 tổng kết hoạt động tháng công nhân lần thứ 14 và sơ kết chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 năm 2022. Đến dự có đồng chí Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 6, đồng chí Lư Khánh Thành báo cáo tổng kết hoạt động tháng công nhân, đồng thời đánh giá rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được trong quá trình tổ chức. Nổi bật trong hoạt động tháng công nhân của Liên đoàn Lao động quận 6 là chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Giai đoạn 1, Liên đoàn Lao động quận 6 được giao thực hiện 670 sáng kiến. Đến ngày 31 tháng 5, toàn quận đã góp 1.534 sáng kiến, đạt tỷ lệ 236%, là một trong hai đơn vị đi đầu của tổ chức công đoàn thành phố về thực hiện phong trào này.
Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 6 đã khen thưởng 15 tập thể tiêu biểu trong hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 14 và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Tuyên dương 45 tập thể tiêu biểu trong thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 giai đoạn 1 năm 2022. Đồng thời trao khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích trong Hội thao công nhân viên chức lao động quận 6 lần thứ 22 năm 2022. Sáng 12 tháng 6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 6 phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao quận tổ chức chương trình đi bộ đồng hành tạo nguồn kinh phí chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh, chăm lo con của công nhân viên chức lao động và chương trình học bổng công đoàn quận 6, chăm lo đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với chủ đề chấp cánh ước mơ. Đến tham dự có đồng chí Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đinh Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 6, đồng chí Ngô Thanh Bắc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 6 và hơn 1.500 cán bộ, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh và người dân trên địa bàn tham gia chương trình. Đây là hoạt động nhằm duy trì phong trào rèn luyện thân thể, tăng sức khỏe, phục vụ cho công tác lao động, đồng thời tạo không khí vui tươi, lành mạnh, xây dựng tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao ngày càng sâu rộng trong công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận 6. Ngoài cái việc mà trao cái bằng cái kinh phí để hỗ trợ học phí cho các cháu, thì sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng bằng cái hình thức mới. Đó là đối với một số cháu đó đặc biệt khó khăn mà nhà xa, không có điều kiện để đến trường, cha mẹ không thể đưa đón được, thì chúng tôi sẽ tặng xe đạp để cho các cháu có thể là tự mình có thể đi đến trường để tiếp tục học tập. Tổng số tiền quyên góp trong chương trình là hơn 112 triệu đồng. Tổ chức công đoàn quận 6 sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân cùng chung tay đóng góp tạo nguồn kinh phí chăm lo cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2021-2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Sáng 12 tháng 6, Liên đoàn Lao động các quận trong cụm thi đua 3 tổ chức hội thi tay nghề dành cho đoàn viên nghiệp đoàn giáo viên mầm non ngoài công lập với chủ đề Nghiệp đoàn giáo viên mầm non vững kiến thức, giỏi chuyên môn. Tham dự lễ khai mạc hội thi có đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố cùng các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động các quận trong cụm thi đua 3. Hội thi thu hút 8 đội dự thi với 3 phần thi: trắc nghiệm kiến thức, thi tài năng và xử lý tình huống. Tôi rất là mong muốn hàng năm thì bên ban tổ chức nên tổ chức những cái cuộc thi như thế này để tạo cái cơ hội để đội ngũ giáo viên giữa các quận với nhau được giao lưu, được học hỏi, được chia sẻ những cái kinh nghiệm về những cái môi trường của mình đang làm việc. Căn cứ vào điểm số cao nhất, ban tổ chức trao giải nhất cho nghiệp đoàn giáo viên mầm non quận Bình Tân, giải nhì cho nghiệp đoàn giáo viên mầm non quận Tân Phú, nghiệp đoàn giáo viên mầm non tư thục quận Gò Vấp đạt giải ba. Các đội thi còn lại đạt giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cổ động viên xuất sắc nhiệt tình nhất cho nghiệp đoàn giáo viên mầm non quận 7 và giải hoạt động giáo dục trẻ ấn tượng nhất thuộc về nghiệp đoàn giáo viên mầm non tư thục quận Bình Tân. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình về nguồn thủ đô gió ngàn vừa qua, đoàn công nhân lao động tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh đã viếng lăng Bác, tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và di tích lịch sử K9 Đá Chông. Được tham quan các di tích lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi người còn sống đến lúc qua đời, mỗi đoàn viên công đoàn hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Từ đó, mỗi người sẽ học tập tinh thần của người và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị chuyên môn tại cơ quan đơn vị của mình. Trong chuyên mục Chuyện chưa kể kỳ này, xin mời quý vị cùng theo đoàn công nhân lao động, cán bộ công đoàn tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh đến thăm các khu di tích lịch sử này nhé. Sáng ngày 2 tháng 6, đoàn công nhân lao động tiêu biểu của thành phố đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình về nguồn Thủ đô gió ngàn. Đây là các cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 21, giải thưởng 28 tháng 7, bằng lao động sáng tạo tiêu biểu trong chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển, công nhân lao động nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Đại diện đoàn dân hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: Công nhân lao động thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm học tập Bác bằng cả trái tim mình, ra sức hăng say lao động sáng tạo để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển hơn. Thank you.
Trước khi vào lăng viếng Bác, đoàn vinh dự được Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng mời đến trụ sở để xem phim Những giây phút cuối đời của Bác Hồ. Cả đoàn không ai không bùi ngùi xúc động khi được xem lại những thước phim quý của điện ảnh quân đội về những phút cuối đời của người. Sau khi vào lăng viếng Bác, đoàn đã đến tham quan nhà sàn, ao cá trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ngôi nhà sàn đơn sơ giản dị giữa vườn cây xanh mát đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới. Tôi một người là công nhân của ngành cấp nước, thì tôi thấy qua cái cuộc sống của Bác là rất là giản dị, một người là lãnh tụ không vì mình mà vì tất cả toàn dân. Tôi cần phải học hỏi thêm nữa và đồng thời đóng góp để xứng đáng để là một người coi như con yêu của Bác Hồ. Tiếp tục hành trình về nguồn thủ đô gió ngàn báo công dân Bác, đoàn đã đến dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trong không khí thiêng liêng tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công nhân lao động tiêu biểu của thành phố đã dâng hương báo công lên Bác. Các thành viên đoàn nguyện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của người để ngày càng có nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi cho đơn vị. Điều tâm đắc nhất đối với Hồ Chủ tịch đó là tính tiết kiệm. Người luôn luôn là khuyên bảo mọi người cái gì cũng phải biết tiết kiệm. Tôi suy nghĩ rằng mình về phải làm việc phải suy nghĩ về biết tiết kiệm. Tiết kiệm mình gom góp được vật chất và tiền bạc để mà mình làm những cái công việc khác có ý nghĩa hơn. Chuyến đi này đã cho tôi một cái học tập rất là thực tế từ những câu chuyện của các anh chị hướng dẫn viên, cũng như là đến được những cái di tích, được đọc lại những cái thông tin, cũng như được xem những cuốn sách ở các viện bảo tàng về học tập về Bác ở lăng Bác, thì tôi thật sự là đúc kết lại được nhiều cái nội dung để mà về đơn vị triển khai được thực tế hơn về cái việc học tập về đạo đức, tư tưởng đạo đức và tấm gương Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hiện tại Minh Quang đã có mặt tại khu di tích lịch sử K9 Đá Chông. Đây chính là nơi bảo quản thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1969 cho đến năm 1975. Và K9 Đá Chông cũng chính là một trong những điểm dừng chân của chuyến hành trình về nguồn thủ đô gió ngàn do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Nào bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo chân Minh Quang đi tham quan di tích lịch sử đặc biệt này quý vị nha. K9 là một trong những địa danh lịch sử văn hóa di tích đặc biệt gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh kể từ khi người còn sống đến khi qua đời. Hiện nay, K9 Đá Chông được xây dựng mở rộng, nâng cấp thành khu hoàn chỉnh để phục vụ đón khách tham quan. Những điểm tham quan lưu dấu chân người đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Qua cái chuyến đi này, tôi học hỏi ở Bác rất nhiều thứ, cần kiệm liêm chính chứ không vô tư. Đặc biệt là liêm chính. Trong cái thời gian qua đó, thì ở Đảng bộ Tổng ty cấp nước Sài Gòn là có rất nhiều tấm gương học tập ở Bác, cũng đã áp dụng trong cái công việc hàng ngày của mình để mà hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phải học mãi, học suốt đời để mà mình đóng góp cho cái đơn vị mình, cho quê hương mình và cho đất nước mình. Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành những việc làm thường xuyên của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, gắn với 6 tiêu chí: trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút nhiều giải pháp sáng kiến trong công nhân viên chức lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Cho đến nay thì cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nó đã trở thành một cái công việc hàng ngày trong đời sống của đoàn viên công nhân viên chức người lao động. Chúng ta đến những cái nơi mà Bác đã sống, Bác đã làm việc để chúng ta cũng hiểu được thêm một con người vĩ đại nhưng rất là bình dị. Cái việc học tập và làm theo Bác nó không phải là cái gì nó xa vời, nó không phải là cái gì nó đến cái mức mà chúng ta không làm được. Chúng ta hãy nhìn thấy cái tấm gương bình dị của người để rồi mình tự hoàn thiện mình. Những điều Bác Hồ dạy đối với công nhân và công đoàn vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Từ những kết quả đạt được, đội ngũ công nhân lao động thành phố quyết tâm học Bác bằng cả trái tim, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Đến đây, thời lượng chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn phát sóng lúc 7 giờ 40 phút thứ ba tuần sau trên kênh HTV9.